Trong những năm qua, du lịch xanh đã góp phần bảo vệ tài nguyên môi trường, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, cảnh sắc thiên nhiên của Quảng Nam. Nhằm thúc đẩy ngành du lịch không ngừng phát triển theo hướng bền vững, tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch phát triển du lịch xanh đến năm 2025. Đây được xem là kim chỉ nam để ngành du lịch Quảng Nam hướng đến mô hình phát triển bền vững hậu dịch Covid-19. Quảng Nam đang hứa hẹn gặt hái thành công, góp phần phát triển du lịch bền vững như mô hình nông nghiệp hữu cơ, mô hình tái chế rác thải du lịch thành sản phẩm thông dụng trong đời sống, sản phẩm thảo mộc vì sức khỏe, sản phẩm điêu khắc, quà tặng du lịch được tái chế từ rác thải biển, tour du lịch xanh tuần hoàn và tái chế của Silavi Boutique Resort and Spa. Chuỗi sản phẩm du lịch xanh đang được kỳ vọng là hướng phát triển tiềm năng của tỉnh Quảng Nam nói chung và Hội An nói riêng. Không chỉ thân thiện với môi trường, mô hình này còn giúp gia tăng lợi thế cạnh tranh và thu hút du khách. Bên cạnh đó, Quảng Nam cũng chú trọng vào loại hình du lịch gắn với nông nghiệp. Tại Hội An đã có các tour phục vụ du khách một ngày làm nông dân phố hội ở các vùng ven như làng Trà Quế, An Mỹ, Cẩm Nam, rừng dừa Bảy Mẫu, làng chai Cú Lao Chàm, làng gốm Thanh Hà. Phát triển du lịch xanh đang trở thành xu hướng của nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Nam. Đặc biệt, phát triển du lịch xanh không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thay đổi sinh kế người dân, mà còn tạo điều kiện để chính quyền địa phương bảo tồn và khôi phục làng nghề, bảo vệ cảnh quan sinh thái theo hướng thân thiện với môi trường. Trước mắt, tỉnh Quảng Nam chọn thành phố Hội An để xây dựng mô hình điểm về du lịch xanh theo bộ tiêu chí, làm cơ sở để các địa phương, doanh nghiệp học tập nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2022, các điểm du lịch cộng đồng, điểm tham quan, cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng và công ty lữ hành tại Hội An sẽ áp dụng mô hình du lịch xanh. Quảng Nam sẽ hợp tác với các địa phương trong cả nước để đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm du lịch xanh, hình thành chuỗi sản phẩm du lịch liên kết đặc trưng mới mẻ, khai thác tối đa những lợi thế của du lịch mỗi địa phương, phù hợp với bối cảnh thị trường và tập trung phát triển đa dạng các loại hình du lịch phù hợp với tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Phát triển các sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao, bền vững, gắn với tạo thương hiệu, cạnh tranh lâu dài. Quảng Nam đang kỳ vọng du lịch xanh sẽ tạo nên làn gió mới trong phát triển kinh tế du lịch. Hy vọng những giải pháp đồng bộ trong triển khai thực hiện kế hoạch du lịch xanh sẽ giúp du lịch tỉnh Quảng Nam ngày càng phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tỉnh Quảng Nam có tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch xanh. Trong thời gian qua, các doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở hoạt động kinh doanh du lịch đã chú trọng triển khai xây dựng các sản phẩm dịch vụ du lịch xanh và đã đạt được các kết quả nhất định. Minh chứng, các tổ chức, các tạp chí du lịch uy tín đã bình chọn các giải thưởng du lịch liên quan tới du lịch xanh tỉnh Quảng Nam. Nghị quyết số 13 ngày 20 tháng 7 năm 2021 của tỉnh ủy Quảng Nam đã xác định phát triển du lịch xanh là một trong những nhiệm vụ quan trọng và có ý nghĩa đối với phát triển bền vững du lịch tỉnh Quảng Nam. Thì bản thân công ty Emix Travel cũng đang hướng đến giá trị cốt lõi, đó là hướng đến những cái trụ cột kiện ba chân giữa trái đất, con người và kinh tế, thì làm sao nó hài hòa. Thì tất cả những sản phẩm của công ty Emix thì hướng đến là những cái vật liệu thân thiện môi trường. Thì hiện nay thì công ty cũng đã chủ trương đào tạo những cái đội ngũ nhân viên là những người cố gắng là thay đổi những cái nhận thức về giá trị xanh. Thì việc mà phát triển những giá trị xanh thì nó còn đòi hỏi vấn đề là ý thức thay đổi cái nhận thức của người nhân viên là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có những cái tương tác và những cái truyền thông đến những cái cộng đồng làm du lịch, đặc biệt là những cái sản phẩm về du lịch về nông nghiệp, nông thôn, thì đó là một trong những cái hướng đi mà công ty đang hướng đến. Đặc biệt là trong thời gian vừa qua thì công ty Amix cũng đã được một số tổ chức UNESCO cũng như là ASCP Thụy Sĩ cũng đã hướng dẫn những cái tiêu chí, và chúng tôi cũng đang lồng ghép vào và xây dựng ra những sản phẩm. Thì hy vọng là trong thời gian đến thì những cái sản phẩm của Amix Travel cũng là mang những giá trị xanh cho các doanh nghiệp, cũng là một trong những cái mô hình đầu tiên của Quảng Nam cũng như Hậu An của chúng ta để phát triển những loại hình này. Cơ sở mang đến cho khách hàng đó là một cái nơi mà ẩm thực, âm nhạc và nghệ thuật. Nghệ thuật là cái xu hướng muốn mang tới cho khách hàng, đó là nghệ thuật về tái chế, về những cái thanh củi, thanh gỗ, rồi về những cái vật dụng mà bỏ đi thì mình tái chế ra thành các sản phẩm lưu niệm, để từ đó mình sẽ truyền cho tới cho khách được những cái thông điệp. Thì mình nghĩ ra những cái câu chuyện là tại sao phải dùng những cái lụa gỗ đó, thay dù mình có thể làm những cái sản phẩm nhỏ hơn, gọn hơn để cho khách du lịch dễ mang đi. Đến bây giờ là tôi cũng thấy là mình đang đi đúng hướng.
theo định hướng của công ty thì vườn của chúng tôi luôn cam kết sẽ bảo vệ môi trường theo cách là bền vững. Hàng ngày rác thải hữu cơ từ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ ăn uống sẽ được phân loại và mang đi làm thức ăn cho trùng quế. Khi mà nuôi trùng quế thì chúng tôi sẽ thu về phân của trùng quế để bón ngược lại cho vườn, để tạo cái độ sinh dưỡng cho đất, để lấy rau và phục vụ ngược lại cho các dịch vụ ăn uống tại vườn Kim Bima. Được làm vườn cây Bima trồng cây và chăm trùng quế. Rất cảm ơn vườn cây Bima đã tạo công ăn việc làm ở vùng quê của chúng tôi. Thì ban đầu ngay từ khi An Villa thành lập thì chúng tôi cũng hình dung là sẽ xây dựng một cái khu nghỉ dưỡng nhỏ xinh xắn, nó gần gũi với thiên nhiên, là xen giữa cánh đồng rồi là gần những cảnh làng quê. Thì ở đây thì cũng không chỉ đơn thuần là mục đích kinh doanh, chúng tôi cũng theo đuổi một cái lối sống hài hòa, gần gũi với thiên nhiên, sống hòa thuận với nhau, rồi cũng muốn sống hòa thuận với cả muôn loài xung quanh. Ban đầu như vậy thì chúng tôi cũng cố gắng việc là giảm thiểu những cái lượng rác thải ra môi trường bằng việc thực hiện phân loại rác, để xem là đối với những cái loại rác nào mà nó vẫn còn có thể tái chế hay là có thể sử dụng được thì mình sẽ cố gắng nhất có thể, ví dụ như là bằng việc làm phân hay là những cái nước ủ, nước tẩy rửa. Và cũng mong rằng là An Villa cùng với các doanh nghiệp khác cùng có thể là chung sức để đóng góp để tạo dựng thành một cái hình ảnh Hội An hay một hình ảnh Quảng Nam xanh, bền vững. Với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, tôi cũng mong muốn rằng là du lịch xanh là nền tảng để cho cộng đồng doanh nghiệp lan tỏa những giá trị xanh để hướng Quảng Nam đến một điểm xanh trong tương lai. Hội An luôn xác định du lịch xanh là một cái hướng đi then chốt trong cái hành trình xây dựng thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch. Chính vì vậy mà các cái sản phẩm, dịch vụ và du lịch của Hội An cũng luôn hướng tới những cái sản phẩm xanh, du lịch xanh. Và trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng cố gắng khai thác tối đa cái tiềm năng, lợi thế sẵn có về tài nguyên thiên nhiên, về cảnh quan để xây dựng những cái tour tuyến du lịch trên cái cơ sở là cái nền tảng là yếu tố văn hóa để tạo nên một cái sản phẩm du lịch độc đáo. Và chúng tôi cũng cam kết là sẽ thực hiện đồng bộ các cái giải pháp để làm như thế nào giảm thiểu cái sự tác động của du lịch đến với môi trường, cũng như là xây dựng một cái điểm đến xanh trong lòng bạn bè du khách. Vì bây giờ chúng ta làm từng cái cá nhân một á thì chúng ta sẽ là yếu thế, nhưng mà cả cộng đồng chúng ta làm á thì chắc chắn chúng ta sẽ là có một cái nội lực rất là mạnh. Tôi tâm đắc nhất trong nhóm sản phẩm hướng về thiên nhiên, về môi trường đó là sản phẩm tour đi trải nghiệm tàu quê bằng xe máy điện. Sản phẩm này đáp ứng được không chỉ các mong muốn của các thị trường Âu, người ta quan tâm đến thiên nhiên, đến cộng đồng của làng quê Việt Nam hay là Hội An nói riêng, thì chúng ta hãy cùng thay đổi sản phẩm, cùng có nhiều hoạt động hướng về môi trường hơn. Với những cái hành động đó sẽ giữ cho Quảng Nam xanh và sẽ có rất là nhiều khách người ta quan tâm và người ta sẽ đến Quảng Nam. I think it's great that Quang Nam's moving towards green tourism. I believe that that's the right direction and there will definitely be more customers coming to Quang Nam in particular and Vietnam in general. Chúng tôi đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở kinh doanh du lịch hưởng ứng quyết tâm thực hiện du lịch xanh tỉnh Quảng Nam với các nội dung cụ thể như sau: đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức để lan tỏa phát triển du lịch xanh trong cộng đồng, trong đơn vị và toàn địa bàn tỉnh. Hai là thực hiện tốt kế hoạch số 5177 ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Nhân tỉnh về phát triển du lịch xanh tỉnh Quảng Nam đến năm 2025. Thứ ba là thực hiện tốt bộ tiêu chí du lịch xanh tỉnh Quảng Nam. Thứ tư là xây dựng các sản phẩm du lịch dịch vụ xanh để đến năm 2025 chúng ta có khoảng 10 đến 20 mô hình du lịch xanh điển hình của tỉnh Quảng Nam.
Phía Nam là triển khai đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lao động có kỹ năng, nghiệp vụ về du lịch xanh và du lịch bền vững. Thứ sáu là đẩy mạnh quảng bá xúc tiến về du lịch xanh, du lịch bền vững tỉnh Quảng Nam. Thứ bảy là thực hiện du lịch xanh trong công tác đảm bảo về môi trường, công tác phòng chống dịch bệnh trong du khách, trong cộng đồng và trong xã hội, để cố gắng du lịch Quảng Nam an toàn và hấp dẫn. Và chúng tôi tin tưởng với sự đồng hành của các doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở kinh doanh du lịch, phát triển du lịch xanh Quảng Nam sẽ đạt được kết quả quan trọng, tạo dựng được thương hiệu và mang lại lợi thế cạnh tranh, góp phần phát triển bền vững và thực hiện thắng lợi nghị quyết số 13 ngày 20 tháng 7 năm 2021 của tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2025.